chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào ổ chuông ạ. Để cập nhật các clip mới nhất của Abon nha các bạn. Chào các bạn, bây giờ là khoảng 11 giờ sáng ngày 6 tháng 11 và anh Phi đang chuẩn bị test một đơn hàng để giao cho anh Phương ở Tân Phú trong cái gói dịch vụ Aha Move 120 phút nha các bạn nhé. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ có dịch vụ giao là 60 phút nè, 120 phút nè, 240 phút nè. Thì anh Phương chọn cái gói dịch vụ giao 120 phút hẹn giờ, tại vì anh Phương muốn nhận từ 3 giờ tới 4 giờ chiều, cho nên tầm khoảng 2 giờ chiều thì anh Phi sẽ set up giao đơn này. Nhưng mà bây giờ thì anh Phi sẽ test hàng trước để đó, và trong khoảng tới 2 giờ chiều anh Phi sẽ lên đơn với dịch vụ giao hàng Aha Move. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cố định cúp máy để test hai cái món hàng này. Món hàng này là món hàng 4 món chơi đồ hàng dụng cụ gia đình. 4 món này chúng ta sẽ test xem coi có gãy vỡ, có bể gì ở trong hay không. Nếu mà ok thì chúng ta sẽ cho giao hàng. Còn món bên này chúng ta sẽ cho pin và kiểm tra hoạt động của các cái phím chức năng ở trong này. Đây là máy tính tiền siêu thị, mã hàng của nó là 5901 ha các bạn ha. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cố định cúp máy để bắt đầu test đơn này đây. Anh Phi đã cố định góc máy rồi đây các bạn, và bây giờ thì anh Phi sẽ test cái hộp 4 món này trước. Cái hộp 4 món này thì nó không sử dụng pin mà nó sử dụng chơi bình thường, nó gọi là chơi đồ hàng nhưng mà không có pin. Bởi vì sao anh Phi phân biệt điều này? Bởi vì tại cửa hàng Abo nó còn những cái hộp 4 món, 6 món, 7 món, 8 món. Rồi những cái món này nó dùng pin đó nhé các bạn nhé. Nhưng mà dùng pin thì nó có cái hay của dùng pin, và không dùng pin thì nó cũng có cái hay của không dùng pin luôn ha. Không dùng pin thì chúng ta thao tác tay nhiều hơn, và khi thao tác tay thì các bạn sẽ luyện tập được các cái kỹ năng ở tay, nó phù hợp cho các bạn nhỏ. Có một số bạn nói anh Phi nói nhảm là luyện tập các kỹ năng ở tay là làm sao, nói đồ chơi dành cho các bé nhỏ nó sẽ phát triển những cái kỹ năng là cầm, là nắm, là thao tác các cái ngón nha các bạn nhé. Nó đi sâu vào những cái tiêu đề đó. Cho nên ở đây chúng ta không dùng pin, không bấm nút, mà chúng ta sẽ bấm ở đây nè. Thấy không? Đánh trứng thay nè, thấy không? Nè, đánh trứng. Thấy không? Nè, hấp dẫn chưa? Nó không có dùng pin, nó sẽ dùng tay. Mà dùng tay thì nó sẽ làm cho chúng ta cơ động hơn, chứ không phải bật cái nút công tắc lên cái rồi ngồi coi coi nó quay ha. Ở đây anh Phi sẽ gắn vào nè. Đấy, anh Phi sẽ gắn cái này vào, nó phải đúng cái khớp, cái cơ nha. Đó, phải đúng cái khớp, cái cơ nó mới vào được. Rồi, nó vào nè. Nè, nó quay nè các bạn ha. Quay ha. Đó, thấy không? À, nó quay các bạn thấy không? Nè. Đẩy nó sẽ quay. À, nó không có trơn tru được như là cái thằng dùng pin, nhưng mà nó hay cái ở chỗ là dùng tay bóp nó quay, thấy không? À, hấp dẫn chưa? Rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển qua một món nữa. Nhưng mà trước khi phải chuyển qua món nữa thì anh Phi sẽ sắp cái này lại cho nó đàng hoàng một chút xíu. Mấy ngày nay anh Phi thao tác tay nó hơi khó các bạn. Cái tay của anh Phi hiện nay nó hơi khó thao tác tay, cho nên cái tay nó hơi cong cong ha. Rồi, đây, anh Phi sẽ bỏ cái này vào đây nhé. Nào, đây. Đồng nhé. Đâu cho hợp lý ha. Đây không phải đây, ở đây không biết bỏ sao luôn các bạn. Nãy lấy ra sao không để ý ha. Vậy đi ha. Nó nằm ở đây nè. Rồi xong ha. Rồi tiếp tục cái món này cũng chúng ta cũng dùng tay ha. Xoay nè các bạn thấy không, thấy nó xoay không? Chúng ta sẽ để vào thấy nó xoay không, bấm nút nó xoay không? Ok chưa? Rồi bây giờ thì anh Phi cảm thấy ở đây nó lỏng lỏng xíu, anh Phi sẽ dặn con ốc ở chỗ này lại nha cho nó cứng. Rồi xong đó, hấp dẫn chưa, nó xoay trong này nè. Đấy. Và cái món kế tiếp nữa chúng ta sẽ tiếp tục là cái bình thủy. Cái bình thủy này thì chắc chỉ có bấm ở đây và gỡ nó lên thôi ha. Ơi nó có nút bấm đó nè các bạn, nó có nút bấm đó nè. Đây nó có nút bấm, và ở đây nó sẽ có cái hộp, cái dây nước, nó giống như là nó làm giống như là các bạn bơm nước thiệt nha các bạn ha. Đây cái này nó vô đây nè ha. Và khi các bạn bơm nước là các bạn lấy giả dụ nó dưới này ha. Đấy.
đúng không? Cái kiểu nó làm giống vậy ha. Rồi xong, bây giờ anh Phi test xong cái hộp bốn món này rồi. Và bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển qua, anh Phi test cái hộp máy tính tiền siêu thị nhé. Rồi anh Phi đóng cái hộp bốn món lại rồi, vì anh Phi trả qua cho chị Thư bên này nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ test cái hộp máy tính tiền siêu thị này. Máy tính tiền siêu thị bộ 5901 này thực tế ra là một cái bộ đồ chơi hot đối với các bạn nữ. Các bạn rất là thích cái món đồ chơi này. Một là nó là máy tính tiền siêu thị, các bạn đi siêu thị hàng ngày các bạn thấy mấy chị tính tiền các bạn khoái ha, các bạn chơi theo mấy chị. Hai là nó tính được như thật ha, 2 + 2 = 4 ha, 4 + 4 = 8 ha, nó cộng như là thật luôn nha các bạn nhé. Và ở đây nó sẽ còn một cái hộp đồ chơi, cái vỏ siêu thị nè. Ở đây nó có bánh nè, có sữa nè, có sô cô la nè, có cone breaker nè, nó ha, nó có cái này nữa, nó có những cái đồ chơi phụ nữa nha các bạn nhé. Rồi anh Phi sẽ kéo nó ra nha để xem ở trong này còn cái gì nữa. Nè, trong này nó còn nữa nè, nó một cái chai sữa nè, còn một cái khóa cáp nè, các cái tiền để cho các bạn hối nè. Cái này thì anh Phi không có tháo ra, anh Phi test cho nó ép vỉ nhé. Cho nên là anh Phi chỉ trình diện cho các bạn thấy thôi. Rồi phía trong này nó còn những cái con cá rồi ở trong này nữa nè ha. Rồi bây giờ nhiệm vụ của anh Phi là test cái độ hoạt động và độ đầy đủ của những cái gọi là cái gì, cái linh kiện phía trong này ha. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cho pin vào và anh Phi sẽ test cái độ hoạt động của nó. Cho pin vào thì có hai cách, một là anh Phi sẽ tháo hai con ốc này, hai là anh Phi sẽ tháo ở chỗ này nè. Chỗ này nó sẽ có một cái dập gãy ha, nó gọi là cái miếng dập gãy để anh Phi làm lòi cái ổ pin ra, các bạn thấy không, mở nó ra là sẽ lòi được cái ổ pin ra. Và anh Phi sẽ tháo con ốc ở chỗ này để cho ba viên pin vào ha. Anh Phi sẽ xin chị Thư 3 viên pin, 4 viên luôn chứ không phải 3 viên nha. 1, 2, 3, 4. Và các bạn nhớ cho pin đúng đầu cực nha. Có một số bạn vui lắm khi nhận hàng xong á, các bạn không biết gì lý do gì, các bạn lấy pin ra rồi xong rồi các bạn lắp pin lại, các bạn lắp không đúng, rồi các bạn gọi điện cho anh Phi, các bạn nói anh Phi giao hàng gì mà chưa kịp chơi nó đã hư rồi. Thì anh Phi có gọi lại cho các bạn, anh Phi báo là kiểm tra lại vấn đề về pin và công tắc. À, thì sau khi các bạn kiểm tra pin và công tắc xong thì nó hoạt động bình thường, là do nhiều khi chúng ta để pin vô nó bị ngược đầu hoặc nó bị chêm pin. Nó chêm pin là sao, nhiều khi để vô cái nó bị dướng tờ giấy hay gì trong đó đó ha. Rồi là nó cách viên pin ra là nó không có chạy được ha. Rồi cái công tắc ở đây nữa, quên mở nữa, mở công tắc on lên mới chơi được chứ ha. Rồi on lên là on toàn bộ hệ thống ha, bấm cái này nó sẽ chạy đây nè các bạn để ý cái tấm này nó sẽ chạy nè. À, thấy không, nó sẽ chạy nè, bấm ở đây nó sẽ chạy nè. Bấm ở đây là cân nè ha. Rồi bấm ở đây là những cái chọn lựa, các bạn muốn cân cái gì, rau củ quả gì đó nó cũng sẽ sáng đèn ha. Rồi ở đây á là on lên để tính máy tính tiền nè, 7 × 7 = 49 nè, thấy không, 9 × 9 = 81 là nó tính như máy tính tiền thật luôn ha. Còn muốn tắt nó thì off ở đây, còn muốn on thì on ở đây, còn muốn tắt toàn bộ hệ thống thì cái công tắc nó nằm phía bên này ha. Rồi mở cát nè, on cát ra nè, không à, cát ra nè. Còn này nói chuyện, bấm vô đây để nói chuyện. Alo, mời anh Phi về quầy à. Các bạn đi siêu thị các bạn hay nghe vậy ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ off nó nha, rồi anh Phi sẽ off công tắc này luôn, về mà nhớ mở công tắc lên mới chơi nha. Rồi cái cách nó sẽ là như vậy nha các bạn nhé. Và bây giờ thì anh Phi sẽ đóng cái cục hàng này trở lại để chuyển hàng cho anh Phương ở Tân Phú. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một clip nào đó của cửa hàng Abo nhé.